cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 100 km về phía đông nam, thành phố biển Vũng Tàu không chỉ là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa của vùng Đông Nam Bộ, mà còn là điểm đến du lịch lý tưởng cho mọi du khách trong và ngoài nước. Nếu quá bận rộn, chỉ cần 2 ngày cuối tuần và thời gian di chuyển chỉ 2 giờ đồng hồ là chúng ta có thể rời bỏ cuộc sống ồn ào nơi phố thị để về với vùng biển dịu dàng vỗ sóng. Nơi đây không chỉ có những bãi biển thơ mộng, những cung đường đẹp nhất, mà còn có một nơi với đầy đủ các dịch vụ tiện nghi cũng như giải trí để du khách có thể nghỉ dưỡng trọn vẹn. Đó là Hồ May Park, cáp treo Vũng Tàu. Hồ May Park được ví như một thiên đường nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí có 102 tại Việt Nam. Hồ May được ghi nhận vào sách kỷ lục Guinness Việt Nam năm 2011 là hồ sinh thái đầu tiên, lớn nhất và duy nhất trên đỉnh núi tại Việt Nam. Với hồ sâu 5 mét, rộng hàng chục ngàn mét vuông, chứa trên 50.000 khối nước, giữa hồ có thác nước Hồ May cao 9 mét, bốn mùa đổ nước và phát ra những âm thanh của thiên nhiên rộn rã, chính là máy điều hòa của thiên nhiên giúp cho khu du lịch mát mẻ quanh năm và là nguồn dự trữ nước tưới tiêu trong mùa khô. Không chỉ được thiên nhiên ưu ái, Hồ May Park không ngừng nâng cao và mở rộng các dịch vụ tiện ích để mang lại cho du khách một kỳ nghỉ tiết kiệm và hoàn hảo. Với hệ thống cáp treo hiện đại an toàn, hoàn toàn nhập khẩu từ Cộng hòa Áo, du khách hoàn toàn yên tâm thưởng ngoạn bức tranh sơn thủy hữu tình nơi núi biển Vũng Tàu. Bên cạnh đó, với diện tích hơn 50 hectare, bao gồm hơn 50 dịch vụ vui chơi giải trí cho mọi lứa tuổi, như trải nghiệm các trò vui chơi giải trí công nghệ hiện đại, xem phim 5D, thuyền cướp biển, xe trượt dốc, bắn súng sơn, đu dây zip line, bạch tuộc, ghế bay, leo núi thể thao, công viên nước trên núi, khám phá khu rừng bí hiểm hay vườn địa đàng lãng mạn cho các đôi bạn trẻ. Hồ May Park còn mang lại những dấu ấn tĩnh lặng để du khách trở về với tâm hồn, với lịch sử dân tộc khi đến với khu du lịch tâm linh như tham quan quần thể đền thờ Phật giáo, hang Bethlehem, quần thể đền thờ các anh hùng dân tộc. Các di tích lịch sử được Hồ May Park tái hiện một cách trang nghiêm và hào hùng. Sau những khám phá mới lạ, chắc hẳn du khách sẽ cần năng lượng cho những hành trình mới. Hồ May Park luôn nhận thức được sức khỏe là vàng, vì vậy ẩm thực Hồ May luôn luôn đề cao và chăm sóc sức khỏe của du khách. Trong đó, bè hải sản, vườn rau sạch, trang trại chăn nuôi là lời cam kết rõ ràng nhất về nguồn thực phẩm siêu sạch của Hồ May. Với hệ thống 7 nhà hàng với những món ăn ngon thuần túy, giàu chất dinh dưỡng, tọa lạc tại những vị trí đẹp nhất để chúng ta thưởng thức những món ăn ngon, vừa hít thở bầu không khí trong lành của biển và ngắm những con thuyền neo đậu xa xa, sẽ là những giây phút khiến chúng ta nhớ mãi. Buổi chiều sẽ là những giây phút tuyệt vời để du khách thư giãn với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại khu spa và phòng tập gym chuyên nghiệp. Không quá cầu kỳ, nhưng với sự chuyên nghiệp và thân thiện của đội ngũ nhân viên sẽ giúp chúng ta thêm xinh đẹp và tràn đầy năng lượng. Buổi tối là thời gian lý tưởng để du khách quây quần bên những người thân, bạn bè để thưởng thức văn hóa trà cung đình truyền thống của người Việt Nam và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Năng động và tươi trẻ hơn là những đêm lửa trại với những trò chơi thú vị trên đỉnh núi. Gió lùa se lạnh với hơi ấm của lửa sẽ giúp chúng ta có những cảm giác thật ý nghĩa. Và rồi khi trở về với căn phòng, du khách sẽ thấy kỳ nghỉ thật lý tưởng khi phòng ốc đã trang trí hoa tươi thoang thoảng nơi căn phòng, khăn ga sạch sẽ để đón giấc ngủ ngon và sâu nhất cho một ngày khám phá Hồ May Park. Không chỉ là khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí lý tưởng, Hồ May Park cũng là địa chỉ độc đáo khi tổ chức các sự kiện, hội nghị khách hàng, tiệc cưới trên đỉnh núi với các dịch vụ đẳng cấp, chu đáo và chuyên nghiệp, và còn rất nhiều điều thú vị tại Hồ May Park đang chờ du khách khám phá. Hồ May Park, thiên đường vui chơi và nghỉ dưỡng trên núi tại thành phố biển Vũng Tàu.